nấu xương sa, bột xương sa với lại 8 cốc nước, đường với dừa. Trộn đều lên nó sôi đi thì đổ ra một nửa. And save a half. Then at the half left over, we put the tender on it. And wait for that one little bit thick. And you can continue đổ cái đó vô thành hai lớp. Chưa đặc lắm nhưng mà rồi, cái này mới quan trọng nè. We have to wait perfect timing. Cái kia nó hơi thích chút xíu á, rồi mới đổ cái đó vô. Còn nếu không nó lỏng quá thì nó mix hai màu. Mà cứng quá thì là nó separate hai cái lớp ra, nó không có dính với nhau. Chết cha, nó xuống rồi. Làm mạnh quá thì nó chạy xuống dưới. Cũng có hai lớp là vậy đó, mạnh lắm. Very good.